Xin chào các bạn, mình giới thiệu với anh em bộ mũi khoan gỗ. Bộ mũi khoan gỗ này của hãng Pharmac. Pharmac họ chuyên về mũi khoan gỗ. Thì cái bộ này là bộ có mã hàng của nó là 1596 508. 508 là vì nó có 8 cây. 8 cây thì trong đây nó sẽ có đường kính là 3 4 5 6 7 8 9 10. Thì mũi khoan này nó vật liệu của nó là bằng thép gió HDF. Thì nó có một điểm mà khá tiện ích cho chúng ta dùng cái bộ mũi khoan này là vì họ thiết kế có chuôi bằng lục giác, mình lấy cây lớn nhất ra cái này đi, chuôi lục giác để anh em tận dụng khi chúng ta sử dụng với lại máy vặn vít. Thì thường là anh em ở nhà sẽ có máy vặn vít kiểu như thế này. Đó, thì máy vặn vít kiểu như này thì nó sẽ có cái lỗ, đây là cái lỗ lục giác. Lỗ lục giác này là lục giác 1/4 inch, hay là bạn dùng thước cặp bạn đo thì nó sẽ ra là khoảng 6.3 ly. Cho nên là cái đuôi chuôi này là chuôi lục giác 6.3. Là 1/4 inch đấy, và nhân 25.4 nó sẽ ra 6.3, chứ chẳng cần phải toán học gì đâu. Đó, thế. Thì khi chúng ta sử dụng đối với tận dụng, chúng ta tiện dụng, chúng ta dùng một máy nó có hai chức năng, thì đối với các mối khoan đường kính nhỏ, khoan gỗ đường kính nhỏ thì bạn dùng cái này là cũng ok rồi. Đó. Và chúng ta có thể khoan được rồi. Trong trường hợp mà như này nó ngắn quá thì các bạn nhà sản xuất người ta cho sẵn bằng một cái đầu nối dài, đây là cái đầu nối dài, và cái chuôi của nó cũng là chuôi 1/4, lỗ ở đây nó lỗ 1/4 và nó có 5 châm, để nó hít ở đây thì bạn nối vào đây. Đó, như vậy bạn gắn vào đây nó sẽ dài, ok. Đó, như vậy thì nó sẽ tiện ích hơn để chúng ta khoan. Đây chỉ là một trong những tính năng chúng ta sử dụng tận dụng cái này vào máy vặn vít. Thì trong trường hợp chúng ta có máy khoan, chúng ta sử dụng máy khoan nó tiện hơn. Và nếu chúng ta dùng máy vặn vít một máy luôn, chúng ta không cần phải thay đổi tới rồi đổi lui, thì chúng ta sẽ sử dụng như vậy. Thì họ bỏ vào trong cái hộp gỗ như này khá là tiện ích. Thì các bạn có rất là nhiều đường kính khoan, thì các bạn tùy theo nhu cầu chúng ta sử dụng ha. Chúng ta các bạn chọn 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, ok. Thì mỗi máy khoan này bạn có thể, nó có thể đáp ứng được cái tốc độ là 3000 vòng trên phút, và nó là họ làm bằng thép gió, nên là thép high speed steel, và chữ EG của chữ G bên đằng sau này là họ gia công theo Pharmac, họ gia công theo công nghệ mài toàn phần. Là như vậy, cái giá mà cái giá này từ năm 2018 thì nó khoảng cỡ 65 euro, nhưng mà ngày nay thì chắc nó cỡ khoảng 80 euro gì đấy, hoặc cỡ hơn 2 triệu một tí. Là bộ này, ok, rất đẹp. Hoặc là cái hộp gỗ này thì chúng ta làm mộc và gỗ luôn, nhìn cho nó ạc, nghệ thuật. Ok, thì giá này giá có tính chất tham khảo, cho anh em cần giá khuyến mãi thì mình có đây, mình sẽ bán ra khuyến mãi.